Theo đơn tố cáo của người dân, nguyên nhân khiến cả chục ngàn cây thông lâu năm ngang nhiên bị cạo vỏ lấy nhựa là do trạm kiểm lâm Tân Đồng cấu kết với lâm tặc, để rồi hàng trăm hecta rừng thông bị bức tử một cách trắng trợn. Sunshine Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Theo đó, truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn đã có bài phản ánh về thực tế những gì đang diễn ra tại hàng trăm hecta rừng thông của vườn quốc gia Tam Đảo thuộc địa phận thôn Đồng Giếng, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Hàng chục nghìn cây thông tại đây đang bị cạo vỏ, lấy nhựa, hủy hoại một cách trắng trợn. Đây là khu rừng phòng hộ, rừng đặc dụng thuộc quản lý của vườn quốc gia Tam Đảo, có vai trò ý nghĩa quan trọng trong việc điều tiết khí hậu, nguồn nước của khu vực. Được biết, khu vực bị cạo vỏ khai thác nhựa được bảo vệ nghiêm ngặt qua nhiều lớp, như được giao khoán bảo vệ rừng cho các hộ dân xã Đạo Trù, tổ chuyên trách bảo vệ rừng của Ủy ban Nhân dân xã, và quan trọng nhất là lực lượng kiểm lâm của trạm kiểm lâm Tân Đồng luôn thường trực. Nhưng dù vậy, rừng thông vẫn ngang nhiên bị tàn sát. Người dân đã tố cáo trạm kiểm lâm Tân Đồng cấu kết với lâm tặc để cạo vỏ lấy nhựa thông. Hậu quả là từ năm 2017 đến nay, hàng chục nghìn cây thông lâu năm đều bị các đối tượng này tận diệt. Người ta bảo là người ta thuê chúng tôi đi cạo, theo công nhờ thì mỗi một tháng người ta trả công 6 triệu, chúng tôi công tôi đi cạo, đi cạo đi bác. Còn thì người ta bảo thế kiểm lâm không bắt, tôi hỏi như thế, có thế nào thế, kể cả các anh lên mà. Thì cảnh đấy bảo là đây họ làm luật kiểm lâm rồi, mỗi triệu là mỗi tháng là phải 6 triệu. Theo tài liệu mà phóng viên có được, sau khi nhận được phản ánh của người dân, tháng 10 năm 2019, một số cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra, xác minh thực tế. Cụ thể là ngày 21 tháng 10 năm 2019, trạm kiểm lâm Tân Đồng có biên bản kiểm tra xác minh. Ngày 23 tháng 10 năm 2019, trạm kiểm lâm Tân Đồng có báo cáo xã Đạo Trù về việc quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn. Ngày 1 tháng 11 năm 2019, Vườn Quốc gia Tam Đảo đại diện là ông Nguyễn Đức Hậu có biên bản làm việc xử lý việc cạo vỏ khai thác nhựa thông trái phép. Ngày 7 tháng 11 năm 2019, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Phúc có biên bản kiểm tra thực tế. Tuy nhiên, trong tất cả các văn bản kể trên đều ghi số cây bị cạo vỏ lấy nhựa chỉ vẻn vẹn có hơn 1.300 cây. Theo người dân và cả quá trình ghi nhận thực tế của phóng viên, thì số cây bị cạo vỏ lấy nhựa có thể lên tới khoảng 10 đến 15.000 cây, tức là gấp hơn 10 lần số cây ghi trong các biên bản, báo cáo của cơ quan chức năng. Sự chênh lệch về số lượng này khiến tính chất, mức độ của sự việc cũng trở nên hoàn toàn khác. Chúng tôi vô cùng bức xúc là khi chúng tôi đã có đơn tố cáo lên các cấp chính quyền, địa phương, đến huyện, đến tỉnh, nhưng chúng tôi vô cùng bức xúc là cái việc cán bộ kiểm lâm và công an huyện, công an tỉnh về điều tra xác minh mà ghi chỉ có là 1.300 cây. Đây là một cái điều các vị là điều tra và làm nó không thực tế, không đủ căn cứ. Cái thứ hai nữa là chúng tôi nói là mấy trăm hecta rừng thông bị cạo nhựa mà lại có 1.300 cây. Trên thực tế chúng tôi đã cho người dân đây là chúng tôi đã đi kiểm tra, người dân đi kiểm tra và đã quay phim chụp ảnh về, nó có cái số lượng này, nó toàn bộ cái tỷ lệ cái rừng này là không còn cây nào là không bị cạo. Chỉ có những cái ven ở bên dưới gần đường quốc lộ là nó không cạo thôi. Cho nên cái số lượng cây này nó vào khoảng 15.000 đến 20.000 cây bị cạo nhựa. Chúng tôi rất bức xúc cái việc là công an với lại các cơ quan chức năng lập biên bản khi chỉ có 1.300 cây là cái này là hoàn toàn báo cáo sai sự thật. Và chúng tôi đề nghị là khi các cơ quan chức năng về đây, nhân dân chúng tôi sẽ cử người dân đưa lên tận nơi để kiểm tra và kiểm đếm xem thực tế nó như thế nào. Cho nên chúng tôi là rất mong các cơ quan chức năng xem xét, điều tra xử lý cái tình trạng kiểm lâm bảo kê cho lâm tặc tàn phá trong 2 năm trời mà lại nói là không biết. Người dân đi lấy một que củi thì biết mà lại lâm tặc nó tàn phá cái cây thông cạo nhựa đến 2 năm mà lại không biết, thì là cái này đây là một cái vấn đề là không được. Nếu tất cả những cái khu vực rừng trên này là ở trên sòng công danh này, bát vỡ này, thế với lại cao lèo này, khe bồng này, với chòi châu này, chòi châu là nó thuộc khu vực đồng đen là thông của ngày xưa to nhất đấy, thế với lại chỗ láo hồng lét, ở chỗ học sinh đi lên đấy, trong những cái chỗ điểm đấy là cạo nhiều nhất, là tất cả các rừng thông ở Đạo Trù khu vực đây là hầu như chỗ nào cũng cạo, chỉ mỗi cái bìa rừng là mỗi cái bìa rừng là cách đường khoảng 5-6 mét là người ta không cạo, còn chỗ nào cũng cạo.
Ước lượng thì chúng tôi thì theo như con mắt chúng tôi tầm nhìn thì nó cũng khoảng từ 10.000 đến 15.000 trở lên, chứ không có dưới. Liên quan đến sự việc, để nắm rõ thông tin một cách khách quan và chính xác nhất, phóng viên đã liên hệ làm việc với ông Nguyễn Đức Hậu, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Tam Đảo. Ông Hậu chỉ tiếp nhận thông tin và hứa sẽ trả lời qua Gmail. Tuy nhiên, đã hơn một tháng đến nay, phóng viên vẫn chưa nhận được phản hồi, thậm chí không thể liên lạc được với vị phó giám đốc này. Tiếp đó, phóng viên cũng liên hệ làm việc với trạm kiểm lâm Tân Đồng là đơn vị quản lý trực tiếp tại khu vực. Tuy nhiên, ông Đỗ Ngọc Long, trạm trưởng trạm kiểm lâm Tân Đồng lại liên tục cáo bận và không làm việc. Trao đổi với phóng viên, ông Lưu Xuân Năm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đạo Trù khẳng định đã chỉ đạo kiểm tra, báo cáo và các cá nhân cụ thể sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu dám báo cáo sai về số lượng cây bị cạo vỏ lấy nhựa. Trước khi cái sự việc xảy ra, tôi yêu cầu cái tổ công tác này, công đến kiểm đếm với tôi và công chịu trách nhiệm trước tôi với cái liên bản này và cái số liệu này. Nếu sau này cơ quan điều tra hoặc các cơ quan khác trong đấy không nói là có 1.300 cây nhưng mà sau này các cơ quan khác người ta phát hiện là 1.700 cây hoặc là 2.000 cây, công phải tổ công tác phải chịu trách nhiệm trước cơ quan, trước chủ tịch ủy ban dân với các độ quản lý nhà nước bảo vệ rừng ở cơ sở. Thứ hai là chịu trách nhiệm các đến cơ quan chức năng khác. Theo biên bản ghi nhận, kết quả kiểm tra thực tế của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Phúc thì việc cạo vỏ cây thông lấy nhựa không được phép của Vườn Quốc gia Tam Đảo được xác định vi phạm khoản 11 điều 20 Nghị định 35 năm 2019 NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp. Cho đến nay, vẫn chưa xác định được các đối tượng vi phạm cạo vỏ cây thông lấy nhựa nêu trên. Để xảy ra sự việc, trách nhiệm thuộc về các hộ dân được Vườn Quốc gia Tam Đảo giao khoán bảo vệ nêu trên và một phần trách nhiệm của lực lượng kiểm lâm Tân Đồng. Việc cạo vỏ cây thông lấy nhựa không làm cây thông bị chết, gãy đổ, nhưng sẽ làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây. Cho đến nay, lực lượng kiểm lâm không xác định được mức độ ảnh hưởng. Thì cái việc tôi không phủ nhận là không có việc đó, khẳng định là có cạo, không phải không có cạo. Nhưng mà trên cơ sở kiểm tra thực tế, thì cái vết cạo đấy cũng có cái mới và cũng có cái cũng mỗi một cái cây thì cái hình thức cạo nó khác nhau chứ không giống như kiểu mang tính chất không tính chất chuyên nghiệp, tức là không phải là cái nào cũng như cái nào đó. Có cái cạo như thế này, có cái cạo người ta, tức là theo cái cảm quan và theo cái con mắt, cái con mắt mình quan sát ấy, thì nó cũng mang tính chất là tự tôi đánh giá thôi, nghĩ rằng là cái đây không phải là một cái việc mà dân chủ nghiệp, là mỗi một cây cũng cạo. Mà quan điểm của tôi đó, cái việc báo cáo của anh, của kiểm lâm hoặc vườn quốc gia là việc của báo cáo. Còn cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ. Điều tra làm rõ ở đây là gì? Hai cái việc. Việc thứ nhất, đối tượng để cạo cái cây này. Thế là gọi là người, hay gọi là các là lâm tặc đấy, đối tượng. Cái thứ hai, phải làm rõ trách nhiệm về tập thể, trách nhiệm về cá nhân. Cái này chúng tôi cũng đề xuất với ông Lê, chủ tịch Văn Tỉnh cũng chỉ đạo một quan điểm của tôi về trách nhiệm là lãnh đạo điều cũng đề nghị như vậy, phải làm rõ. Ở đây có hai cái việc trong lĩnh vực quản lý trực tiếp là kiểm lâm vườn quốc gia Tam Đảo, trong đó có tập thể và lãnh đạo tập thể và cá nhân, thì hiện nay cũng xin báo cáo với anh là cái câu chuyện này thì nó chưa có kết quả. Việc trắng trợn tận diệt rừng thông tại đây còn nhiều ẩn khúc và con số 1.300 cây cũng cần được làm sáng tỏ. Chưa rõ đến bao giờ cơ quan chức năng mới có kết luận, nhưng một điều chắc chắn rằng hàng chục nghìn cây bị cạo vỏ này sẽ bị ảnh hưởng, chậm phát triển, có thể lụi bại dần và chết, khiến nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao. Những dòng nhựa thông óng ánh đang chảy dài như những dòng nước mắt khóc than, cầu cứu trong vô vọng. Nỗi niềm chăn trở, xót xa trước những cánh rừng thông lâu năm đang chết dần không phải cảm xúc của riêng ai. Nếu vài năm nữa rừng thông không còn, thì môi trường, hệ sinh thái, tài nguyên rừng và đời sống sinh hoạt của đồng bào nơi đây sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Thiết nghĩ, đã đến lúc chúng ta cần dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, phán xét nghiêm minh đối với hành vi có dấu hiệu bao che, tiếp tay, cấu kết với các đối tượng cạo vỏ lấy nhựa thông nhằm tham ô, tham nhũng của một số cán bộ kiểm lâm. Cần xử lý nghiêm khắc để răn đe và dừng ngay mọi hành vi, ý đồ tàn phá rừng để trục lợi này trước khi mọi thứ quá muộn. Truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị về cách hành xử lạ của các cán bộ kiểm lâm liên quan đến sự việc này trong các phóng sự tiếp theo.